Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Các mối quan hệ xã hội thật mệt mỏi. Cuộc sống sao mà nhạt nhẽo và vô nghĩa. Bản thân mình xấu xí và kém cỏi. Quá khứ đầy buồn đau, còn tương lai thì mờ mịt. Yêu cầu của người khác thật khắc nghiệt và phi lý. Tại sao bạn cứ phải sống theo khuôn mẫu người khác đặt ra? Dưới hình thức một cuộc đối thoại và phản biện giữa chàng thanh niên và tác giả, triết gia Kishimi Ichiro, một triết gia chuyên tâm nghiên cứu triết học Adler, cùng với sự cộng tác của bác sĩ tâm lý Koga Fumitaki, anh đã vận dụng thể loại đối thoại trong triết học Hy Lạp cổ điển để viết nên cuốn sách này. Cuốn sách trình bày một cách sinh động và hấp dẫn những nét trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại, sánh ngang với Freud và Jung. Khác với Freud cho rằng quá khứ và hoàn cảnh là động lực làm nên con người của hiện tại, Adler chủ trương cuộc đời ta là do ta lựa chọn, và tâm lý học Adler được gọi là tâm lý học của lòng can đảm. Quan điểm này có nghĩa con người không được tạo ra bởi những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa chúng ta gán cho những trải nghiệm đó. Điều này cho thấy sự can đảm trong tâm lý học Adler, khác với những khái niệm tâm lý học khác có tính nguyên nhân, kết quả. Tác giả có phần phủ nhận về quan niệm nhân quả. Theo tác giả, ngày nay những người trẻ thường chọn cách trốn tránh những nhiệm vụ của cuộc đời mình. Đó là nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ bạn bè, nhiệm vụ tình yêu. Lý do bởi những lần sang chấn tâm lý hay những trải nghiệm trong quá khứ, những biến cố trong cuộc sống khiến họ mất tự tin vào bản thân, dẫn đến cảm giác muốn buông xuôi, tự cô lập và mang trong mình tâm lý nạn nhân, luôn đổ lỗi và trách móc bản thân, đổ lỗi cho hoàn cảnh và những sai lầm. Như ở Nhật Bản, hiện tượng này được gọi là NEET, viết tắt của Not in Education, Employment or Training, không đang đi học, làm việc hay học việc. Thường chỉ những người trẻ không chiếm giữ một vai trò hoặc tham gia vào một hoạt động nào trong xã hội. Tại Nhật Bản, khái niệm này được định nghĩa bao gồm cả những người dưới 35 tuổi, được coi là một vấn đề lớn của xã hội và ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế quốc gia. Hay khái niệm Kikikomori, chỉ những người tự rút khỏi đời sống xã hội một cách tự nguyện, thường tự cô lập bản thân với cả gia đình và bạn bè, có khi đến nhiều năm. Với quan điểm những trải nghiệm của bản thân không tạo ra con người của chúng ta hiện tại, tác giả muốn nhấn mạnh và truyền thêm lòng can đảm và xoa dịu những trải nghiệm trong quá khứ của những người trẻ bằng cách gán cho những trải nghiệm ấy một suy nghĩ tích cực và xoay chuyển góc nhìn, để từ đó dễ dàng chấp nhận bản thân và sống trong giây phút hiện tại. Khi chấp nhận và thay đổi góc nhìn từ những trải nghiệm của mỗi cá nhân, tiếp đó sẽ giải quyết được những phiền muộn đến từ mối quan hệ giữa con người với con người. Đây là một khái niệm tiếp theo trong triết học Adler. Theo ông, khi không chấp nhận bản thân và nhìn nhận những trải nghiệm cũ qua lăng kính tiêu cực, sẽ dẫn đến những phiền muộn và khổ đau trong giao tiếp giữa con người với con người. Phiền muộn trong các mối quan hệ dễ dẫn tới sự căng thẳng và thiếu cảm giác được công nhận giá trị, cũng dễ dẫn tới những căn bệnh như trầm cảm hay hội chứng Kikikomori. Khi một người cảm thấy tự ti và đổ lỗi cho bản thân, chính là rào cản lớn nhất dẫn họ tới bến bờ của sự tự do và hạnh phúc. Ví như nghĩ rằng, mình học vấn thấp nên không thể thành công, hoặc mình xấu xí nên không thể kết hôn. Liên tục khẳng định, vì A nên không làm được B. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày sẽ tạo nên một triệu chứng, phức cảm tự ti, trở thành thói quen không bước ra khỏi vùng an toàn của mình và gây nên phiền muộn cho chính bạn. Điều đó không còn có nghĩa là không thể thành công, mà là không muốn thành công. Lời khuyên của triết gia: tôi rút lui khỏi những thắng thua khi một người muốn được sống đúng là mình. Chắc chắn cạnh tranh sẽ trở thành chướng ngại. Nếu trong quan hệ với người khác có cạnh tranh thì con người không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn từ quan hệ giữa người với người, cũng không thể thoát khỏi bất hạnh. Cũng có nhiều người đạt được thành công trong xã hội nhưng không cảm thấy hạnh phúc là vì họ luôn sống trong tâm thế cạnh tranh. Đối với họ, thế giới là một nơi nguy hiểm và đầy rẫy kẻ thù.
Với lời khuyên này, người thanh niên trong câu chuyện đã phản bác sự rút lui ấy giống như một sự thụt lùi và không cầu tiến, bởi có cạnh tranh thì mới có phát triển. Tuy nhiên, triết gia Kishimi, tác giả của cuốn sách này đã giải thích thêm về sự rút lui ở đây, không có nghĩa là thụt lùi, mà rút lui là để giải quyết những phiền muộn trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Trong những mối quan hệ hàng ngang, giữa những người cộng sự, bạn bè, người thân và gia đình, là những mối quan hệ có tác động qua lại, tạo ra giá trị tinh thần khích lệ thay vì những yêu cầu có điều kiện. Sự so sánh giữa cá nhân này với cá nhân khác, đây cũng chính là nguyên do gốc rễ dẫn đến cạnh tranh giữa con người với con người. Bởi sự không biết cách trân trọng và tôn trọng những bản sắc riêng của từng cá nhân, chỉ khi trú tâm ở giây phút hiện tại và ngừng gán những ý nghĩ tiêu cực lên những trải nghiệm của từng cá nhân, thì khi ấy chúng ta mới học được cách trân trọng và chấp nhận nhau như sự tạo hóa của vũ trụ này. Khi đã giải quyết được những phiền muộn trong những mối quan hệ hàng ngang, qua đó có sự gắn kết hài hòa để thành công trong những mối quan hệ hàng dọc, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thầy và trò, giữa bên đầu tư và bên được đầu tư, để tạo nên một tập thể, một tổ chức có tính gắn kết mạnh mẽ và hoạt động trên tinh thần tôn trọng và chấp nhận những bản sắc riêng với nhau. Đừng đợi người khác thay đổi, đợi hoàn cảnh thay đổi, mà bản thân cậu phải can đảm dấn bước đầu tiên. Tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác, mà là tâm lý học để thay đổi bản thân. Đây là lời khuyên và cũng là lời thôi thúc của tác giả cho chàng thanh niên trong cuộc đối thoại đi tìm hạnh phúc, của chàng thanh niên trẻ sống trong một gia đình, mà ở đó cậu không được gia đình công nhận từ nhỏ, coi cậu là trẻ con và phủ nhận trong mọi việc, thô bạo gạt đi ý kiến của cậu. Trong gia đình cậu có những người anh em học giỏi hơn, chơi thể thao giỏi hơn, không chỉ bị phủ nhận mà còn có sự so sánh. Điều này gây nên cảm giác tự ti. Cậu luôn có suy nghĩ phải ganh đua và cạnh tranh để được công nhận. Xung quanh có những người bạn theo trào lưu, tự tách biệt khỏi xã hội và gia đình bởi sự không được công nhận này, nên đã gây nên trong cậu rất nhiều phiền muộn. Nếu sống trong cùng không gian với người không tin tưởng mình, thì không thể giữ được trạng thái tự nhiên. Một lần nữa, tác giả dẫn dắt chàng trai dám bước đi trên con đường hạnh phúc của riêng mình, bằng việc hãy chấp nhận bản thân, học cách tin tưởng người khác, và cống hiến những gì mình có. Theo quan niệm của tác giả, khi làm việc cống hiến là một cảm giác cho đi giá trị, không quan trọng sự công nhận từ một cá nhân hay tổ chức. Đơn giản là khi cho đi giá trị, dù là điều nhỏ nhặt nhất, đó cũng là điều làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu can đảm mà thôi. Nói một cách khác, bạn không đủ can đảm để dám hạnh phúc. Bởi can đảm để dám hạnh phúc bao gồm can đảm để dám bị ghét nữa. Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, có được hạnh phúc ở giây phút hiện tại, ở chính bạn và trong chính con người bạn. Cuốn sách như một lời kêu gọi sự tỉnh thức trong tôi, để dám bước đi là chính mình, chấp nhận và trân trọng những gì mình có, rời xa những cuộc tranh đấu, không màng bận tâm tới kẻ thắng người thua, bên đúng bên sai, học cách hòa hợp với mọi mối quan hệ xung quanh một cách tự nhiên và tôn trọng, tập trung vào bản thân, cống hiến những ý tưởng mình có thể cho đi, qua đó tìm được sự tự do và làm phong phú thêm tâm hồn mình. Còn bạn, bạn sẽ dám bước đi trên con đường tự do và hạnh phúc của chính mình chứ? Con đường ấy có thể sẽ cô đơn, nhưng nếu cô đơn để có thể tự do là chính mình, được tự do cống hiến và cho đi những giá trị, thì chắc chắn những bước đi của bạn hay sự dám bị ghét của bạn sẽ không là vô nghĩa. Cảm ơn và chúc tất cả những ai đang theo dõi kênh Radio Cái Nền đều thành công trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, Cái Nền thôi.